Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sắp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất số 2, thôn Khương Đình, xã Mai Đình với 29 thửa đất có tổng diện tích 3.144 m². Nhiều huyện ngoại thành cũng liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất. Từ đầu tháng 12 đến nay, các huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm đều đồng loạt thông báo đấu giá đất. Quận Cầu Giấy cũng đã đấu giá thành công 13 trên 14 lô đất. Quận Hà Đông cũng đấu giá thành công 20 thửa đất ở phường Vạn Phúc, trong đó giá trúng cao nhất lên tới 170 triệu đồng một mét vuông và giá thấp nhất là 100 triệu đồng một mét vuông.